Ngày 12 tháng 11, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Kha Thị Bảng, sinh năm 1985, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, tối 11 tháng 11, tại khu vực Bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Kha Thị Bảng khi đối tượng này đang mang theo người 18.000 viên ma túy tổng hợp. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 34 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, Hiếu vừa đi cai nghiện về ngày 5 tháng 11. Rạng sáng 7 tháng 11, Hiếu rình lúc người đi đường đang tìm kiếm đồ đạc bị rơi. Khi phát hiện nạn nhân đứng cách xe máy SH vài mét, đối tượng đã nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy. Nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã tích cực điều tra và đến ngày 11 tháng 11 đã bắt được Hiếu khi đang lẩn trốn tại nhà. Thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vừa xử phạt 2 công dân vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 17,5 triệu đồng do trốn cách ly y tế và khai báo gian dối. Theo đó, ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu đã ban hành quyết định xử phạt công dân Nguyễn Đức Thuấn, sinh năm 1976, bảo vệ chi cục thuế khu vực thành phố Lai Châu, Tam Đường, số tiền 7,5 triệu đồng. Ông Thuấn là trường hợp F2 của ca bệnh F0 tại ổ dịch Bản Giang và bị áp dụng cách ly y tế bắt buộc tại nơi cư trú. Đang trong thời gian cách ly, ông Thuấn đã tự ý rời khỏi nơi cư trú và bị đoàn kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID phường Đông Phong phát hiện. Trước đó, ngày 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường cũng đã ban hành quyết định xử phạt công dân Hàng A Thắng, thường trú tại xã Nùng Nàng, số tiền 10 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã bắt giữ một nam học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Ngô Mây, thành phố Kon Tum, để điều tra làm rõ về hành vi giết người, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 11, khi nam sinh H đang đi học về, thì bị một nam sinh khác là T chặn đánh. Lý do là bởi T cho rằng H đã nhắn tin thân mật với người yêu của mình. Phản kháng lại, H đã rút một con dao bấm, đâm một nhát vào ngực khiến T tử vong.